Mến chào tất cả các bạn và quý bà con đã trở lại với kênh của mình ha. Thì như tiêu đề ngày hôm nay là mình sẽ là chia sẻ cho các bạn là cái cách trồng dưa leo trên thân cây bắp cho nó hiệu quả và nó năng suất nha các bạn. Tại vì khi mà mình trồng mà chen canh lên thân cây bắp như nè thì nó sẽ khác hoàn toàn với khi là mình trồng nó leo vàng nha các bạn ha. Tại vì khi mà mình trồng bắp á các bạn, thì khi mà cái bắp mà nó đã thu hoạch xong rồi đó thì cái lượng mà dinh dưỡng ở dưới đất á các bạn hầu như là nó đã hút sạch nha các bạn ha. Tại vì nó hút cái lượng đạm từ đất á các bạn nó rất là cao đối với cái cây bắp. Và khi mà mình trồng xen canh cái cây dưa leo mà cho nó bò lên thân cây bắp này nè thì mình chọn mà không đúng giống các bạn thì nó sẽ không có hiệu quả ha, và trái của nó rất là èo ụt cũng như là dinh dưỡng nó là nó không có đủ để nó cho nó phát triển. Thì do đó thì mình phải biết là mình chọn những cái giống gì để mình trồng trên thân cây bắp để cho nó hiệu quả ha. Thì đây là chính là cái tiêu đề ngày hôm nay để mình chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo ha. Thì hiện tại là các bạn cũng đang thấy là cái vườn dưa leo của mình các bạn là nó đang bò trên thân cây bắp á, nó khá tốt nha các bạn ha, và nó không thua gì những cái vàng dưa leo mà nó được bò lên vàng nha các bạn. Thì khi mà mình trồng ở trên vàng á thì nó chưa có qua cái cây trồng nào hết, thành ra cái lượng đạm nó đủ cũng như là cái lượng phân nó còn các bạn, thì nó phát triển nó rất là tốt. Còn đối với cái vườn dưa leo mà được trồng trên thân cây bắp nè đó, thì trái của nó thì nếu mà chúng ta không biết á thì trái nó sẽ không có đạt như thế này nha mọi người ha. Ở đây á, là mình trồng thì nó cũng tương đối là đạt nha các bạn. Thì cái giống mà mình hay chọn các bạn để mình trồng trên cái thân cây bắp á các bạn là mình trồng là cái giống là sen vàng ha, 639 nha các bạn ha. Thì đây là một cái giống nó cũng khá tốt nha các bạn ha, và cái thời gian mà thu hoạch của nó thì tầm khoảng là 2 tháng nha các bạn. Đối với những cái dàn giống dưa leo á, thì nó có rất là nhiều cái thời gian thu hoạch, có loại nó tầm 35 ngày là mình thu hoạch được rồi, và có giống là lên đến 42 ngày nó, và có giống là tầm 65 ngày nó. Thì cái giống dưa leo này mình đang chia sẻ cho các bạn đó là cái giống thường nha các bạn ha. Đó. Và hiện tại là cái trái của nó thì cũng tương đối được nha các bạn. Đấy, thì các bạn có thể là xem sơ qua cái mô hình này đang trồng của mình nha mọi người ha, được kết hợp giữa cây dưa leo và thân cây bắp. Và ở đây các bạn nè, các bạn xem nè, clip cách clip nè, nó rất là rộng nha, nó. Và mình trồng ở đây là clip cách clip là khoảng đâu là 2 mét nha các bạn. Đó. Thì đối với những cái người bạn mà trồng mà leo vàng các bạn thì cái chi phí của nó rất là cao so với cái chi phí mà mình trồng kết hợp như thế này. Mà khi mà mình trồng cây bắp xong các bạn thì chúng ta sẽ là chọn giống ha, là cái giống là hồi nãy mình chia sẻ cho các bạn là sẽ giống sen vàng 639, và cái lỗ cách lỗ của nó các bạn là khoảng đâu là 3 tấc nha các bạn ha. Đó. Thì các bạn có thể xem 3 tấc cho một gốc nha các bạn. Và phân mà mình để mà mình đi cho cái cây dưa leo này các bạn thì ở đây mình chỉ sử dụng là 20-15 thôi, tại vì cái phân này nó khá chuẩn nha các bạn ha. Thì song song đó thì mình cũng phải là xịt những cái loại thuốc như là phòng bệnh sương mai các bạn. Thì đối với cái thân bạn trồng cái cây dưa leo này trên thân cây bắp này á, thì các bạn tốt nhất là các bạn nên kết hợp vào những cái tháng nắng ha. Như ở trong miền Nam mình á, thì có hai mùa, mùa nắng và mùa mưa, thì mình sẽ trồng vào cái mùa nắng nha các bạn ha. Mình sẽ không có trồng vào cái mùa mưa ha. Vì bạn trồng ở trong cái mùa mưa các bạn mà nước mà nó ngập lên này nọ, nó rất là dễ bị thối nhũng các bạn, cũng như là bệnh là sương mai các bạn. Nè, bạn coi nè. Ở đây mình quay cho bạn sát cận cảnh coi luôn ha. Và bông các bạn và dưa leo nè, đó. Và đối với cái giống mà sen vàng 639 này các bạn thì mình sẽ không cần phải là ngắt đọt ha. Trong những video trước thì mình có chia sẻ cho bạn cái cách ngắt đọt về dưa leo đó. Nhưng mà đối với cái giống sen vàng này thì chúng ta sẽ không cần phải ngắt đọt. Mình chỉ ngắt đọt trong cái trường hợp là trong những cái mùa mưa các bạn nó ra những cái bông đực nhiều thôi, thì mình bắt buộc là mình phải ngắt đọt cho nó đặng nó tạo ra những cái bông cái. Còn bạn trồng ở trong mùa nắng á, thì bạn không cần phải ngắt đọt ha. Thì nếu như mà bạn ngắt đọt á, là nó có khả năng là nó bị ngụ đọt ha. Ở đây là mình chia sẻ cho các bạn là tham khảo thôi, thì các bạn có thể là xem nhiều kênh khác coi cái lời của mình nói là nó có đúng hay là không ha. Đó, tại vì á, trồng nông nghiệp này các bạn thì mỗi người là mỗi cách, nhưng mà cái cách ở đây của mình chia sẻ cho các bạn á, là mình trồng nó thực tế
để mình chia sẻ cho các bạn thôi. Còn những anh mà kỹ sư mà người ta đã giỏi rồi rồi đó thì có thể là người ta xem vô là ông này ông nói tào lao, nhưng mà ở đây là mình kinh nghiệm thực tế của mình nha các bạn, thì các bạn là xem với mục đích là tham khảo ha. Ở đây là mình trồng kết hợp để mình giảm cái chi phí nó hạ xuống nó tốt nhất. Ví dụ như trên thân cây bắp này nè, nó thì mình chọn cái giống mà sen vàng để mình trồng đó. Còn các bạn có thể là chọn những cái giống như là phù sa, các bạn trồng cũng vẫn được ha. Nó ở đây là mình chia sẻ cho bạn vậy, trên thị trường nó rất là nhiều giống nè, giống phù sa nè, giống trang nông nè, giống đồng tiền vàng nè, giống sen vàng nè, rất là nhiều giống luôn, chứ không phải là riêng chỉ có là cái giống là sen vàng này mình chia sẻ cho các bạn. Đấy thì các bạn có thể xem sơ qua cái vườn ha. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Thì mọi người mà có câu hỏi nào mà liên quan đến cái chủ đề mà trồng dưa leo đó, hoặc là những cái loại cây khác đó, thì các bạn cũng có thể là bình luận ở bên dưới ha. Thì rảnh thì mình sẽ là trả lời cho các bạn, cũng như là mình sẽ rep cái video lên cho các bạn ha. Tại vì có nhiều bạn mà nhắn tin cho mình mà nó trùng cái câu hỏi đó, thì mình đâu có thể nào mà mình trả lời hết được cho một lần được. Thì do đó thì mình phải làm cái video để mình quay cũng như là review cho các bạn cùng xem luôn ha, cũng như là trả lời các câu hỏi cho các bạn. Đây các bạn xem dưa leo nè các bạn, đó. Trái nó rất là thẳng nha mọi người ha. Mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn nè, thì đối với những cái bạn mà trồng dưa leo mà trái nó bị eo á, nó không có được suông á, là do là các bạn để trái nó hơi bị nhiều mà phân nó rất là ít, thì các bạn là nên vô phân cho nó ha, cũng như là các bạn hãy xịt những cái loại thuốc mà phòng bệnh cho nó, ví dụ như rầy này nọ các bạn, nó thì các bạn là nên phòng rầy cho nó, cũng như là những bệnh xương mai các bạn. Thì mình đã chia sẻ cho các bạn là một số loại thuốc ở trong những cái video trước mình chia sẻ về trồng bí hồ lô đó, thì các bạn cũng có thể áp dụng trên cái cây dưa leo này luôn. Ví dụ như là mình sử dụng thuốc là Mad Hero của công ty Mad Pacific nè, để trị về cái xương mai nè, hoặc là chúng ta có thể sử dụng là Cariotop nè, nó hoặc là chúng ta có thể sử dụng là Aliot nè, để chúng ta là phòng bệnh cái là thối gốc đồng nè, cũng như là nứt dây này nọ, các bạn xì mũ luôn đó, là chúng ta sử dụng đó ha. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng là Isuran nè, hoặc là Antracon nè, đó. Thì đó là những cái loại thuốc mà mình hay dùng kết hợp để mình xịt trên những cái loại cây lá nhám nha các bạn. Còn đối với những cái loại rầy này nọ đó thì chúng ta có thể sử dụng là chết rầy nè, chết trắng nè, đó, rồi mình kết hợp vô ha. Còn nếu như mà dưa leo mà mình nó bò mà chậm quá, nó bị ngủ đọt á, do ảnh hưởng là mình ngắt đọt các bạn, thì các bạn có thể sử dụng là GA3 ha, là nửa gói đầu rip đó, thì chúng ta kết hợp xịt với Antracon đó các bạn, nó thì nó sẽ trường bò lại thôi. Nó thì đây mình nói nó hơi bị dấp nha các bạn, nhưng mà những cái gì mình chia sẻ là nó thực tế ha. Thì bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh của mình ha. Rồi mình xin được mến chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp của mình.